Kính thưa quý khán thính giả, tiếp tục chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn xin gửi đến quý vị phỏng vấn tiến sĩ Mai Thanh Triết nhân dịp khánh thành Thánh Thất Đạo Cao Đài Houston do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Và kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị một người bạn đồng hành, hoặc là chúng ta có thể nói là một người bạn rất tốt của Đạo Cao Đài. Ông ta là giáo sư ngày xưa ở Viện Đại học Cao Đài, tiến sĩ Mai Thanh Triết. Và tiến sĩ Mai Triết, nói về tình cảm của ông với Đạo Cao Đài thì ông có những cái gì đặc biệt ông muốn dành cho người Cao Đài mà ông muốn diễn tả ngày hôm nay ở đây, nhân cái chúng ta có một cái buổi lễ khánh thành rất là lớn của Thánh Thất Houston, vậy không? Dạ thưa anh, có thể nói Cao Đài với tôi đã đến nhờ cái hợp duyên. Cái sự hợp duyên đó là từ một cái sự tình cờ, và trong cái việc thành lập Đạo Cao Đài cũng như quản trị Đạo Cao Đài thì chúng tôi được bổ nhiệm trong cái việc xây dựng chương trình học và bổ xin mời các giáo sư thỉnh giảng cùng với việc xây dựng. Đó là cái duyên đầu tiên. Và từ khi ra hải ngoại thì có dịp chúng tôi cũng sinh hoạt, những nơi nào chúng tôi đến cùng cái Đạo Cao Đài đều chúng tôi được coi như là một người con của đạo và một tín đồ. Mặc dù tôi không phải là một tín đồ của Đạo Cao Đài, nhưng thực sự ra chúng ta đã là trong gia đình rồi. Và ngày hôm nay thì nhân cái dịp lễ khánh thành, chúng tôi có tham dự từ đầu, từ ngày 1 tháng 9 năm 2014 là cái ngày biến thành cái thánh thất lễ an vị thành ra cái ngày Cao Đài Temple Day. Và ngày hôm nay chính thức khi mà cửa tam quan và cột cờ được khánh thành thì ngày hôm nay là ngày lễ đại lễ chính thức khánh thành của Cao Đài, và chúng tôi rất là cảm động và vui, đặc biệt là chiều hôm qua khi lễ thượng phướng quốc lành và một cái buổi lễ rất trang nghiêm. Chưa bao giờ chúng tôi thấy, mặc dù chúng tôi đã sinh hoạt ở tòa thánh Tây Ninh, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy những tín đồ Cao Đài đứng nghiêm trang trong hành lễ, trong cái thế đứng và trong cái thế quỳ hơn cả tiếng, một tiếng rưỡi đồng hồ. Đó là cái niềm tin, cái sự tín ngưỡng Cao Đài đặt vào tạo ra, đặc biệt là hiện tại Trịnh Quốc Thế mặc dầu tuổi già sức yếu nhưng mà chịu đựng đứng trên một tiếng đồng hồ. Đó là một cái quy lực mà chúng tôi nói rằng cái quy lực đó không phải là do cái sức bình thường, cái sức khỏe vật lý, mà cái quy lực đó là do cái niềm tin tạo ra. Chính cái niềm tin đó tạo dựng ra cái Cao Đài khắp nơi trên thế giới. Anh có thể nhìn xung quanh chúng ta đây, tất cả những áo dài trắng, cái đức độ và cái sự tinh khiết của người tín đồ Đạo Cao Đài, thưa anh. Và cuối cùng thì ông có thể chia sẻ cái niềm vui của một cái người mà đã có nhiều cái sinh hoạt với lại người Cao Đài, đặc biệt cái niềm vui của một cái người đến đây tham dự mà thấy được cái nơi thờ phượng của người Cao Đài tại Houston, và cũng được biết rằng ông đã đến đây 3 năm rồi và ông đã sống ở Houston, thì ông có thể chia sẻ cái niềm vui đó. Chúng tôi thấy rằng mặc dù là một cái cộng đồng Cao Đài ở tại Houston rất nhỏ, không đủ sức, và một cái kỷ niệm vui nhất của chúng tôi khi cái sự bắt đầu, cái sự hình thành hình của Thánh Thất Cao Đài này, ban bổn đạo không có một ngân khoản tài chính nào cả, mà trong vòng 3 năm thành hình được một cái cơ ngơi trên 2,5 triệu, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đó, ngoài cái tinh thần sự đóng góp của cộng đồng, mà đó là do cái tinh thần của Đạo Cao Đài. Và tôi là một nhà khoa học, nhưng mà nếu nói về mức độ tín ngưỡng thì chúng tôi nghĩ rằng có cái duyên và có cái cơ may để chúng ta có thể từ có thành không biến có thành không. Đó là một trong những đặc tính rất đặc biệt của Đạo Cao Đài. Xin được cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết. Dạ, cảm ơn anh Võ Thành Nhân, và hy vọng chúng ta có dịp sinh hoạt cùng nhau. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin Hoa Thịnh Đốn xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông báo và quảng cáo. Nhà hàng Eden Kitchen có một thực đơn đầy đủ và các món ăn đặc sản Việt Nam như cơm tấm đặc biệt, bò lúc lắc, hủ tiếu Nam Vang, mì khô đồ biển, nem nướng Cali, lẩu thập cẩm, canh chua cá kho tộ và chuyên trị phở. Nhà hàng Eden Kitchen nhận đặt tiệc sinh nhật, dạ yến cho các công ty và họp mặt hội đoàn, trang trí sang trọng, tiếp đón ân cần, mở cửa mỗi ngày, có nhận credit card. Nhà hàng được tọa lạc tại Eden Center, 6793 C Wilson Boulevard, Fortress, Virginia 22044, bên phải của tàu hủ Thanh Sơn, điện thoại số 703-534 Eden hay 703-534-3336. Thẩm mỹ viện Ngọc Minh tại Eden Center đặc biệt có bán các loại kem mỹ phẩm, sữa tắm và các loại dược thảo như đông trùng hạ thảo, linh chi, yến khô và nước, superfood codan,
collagen của Pháp, Nhật, Đại Hàn, Indonesia có FDA chứng nhận cho các hiệu nổi tiếng như J, Billmore, EV Princess, bảo đảm giá hạ nhất trong vùng Hoa Thịnh Đốn, điện thoại số 703-237-3999, 703-237-3999.